Em đến với đêm chung kết của chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Yeah. Và kính thưa quý vị, qua 18 số của chương trình, chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen tặng từ các quý vị khán giả. Họ yêu thích chương trình và họ mong muốn sẽ có thêm một mùa mới nữa với nhiều cái hấp dẫn hơn. Và chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị hơn nữa. Và ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của hai vị giám khảo đặc biệt của chương trình. Đó chính là nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ Hoài Linh. Dạ. Đây. Và kính thưa quý vị, sau đây xin hỏi Hoài Linh là cái điều nào, cái điểm nào ở chương trình Ca sĩ giấu mặt mà anh yêu thích nhất? Linh thích là bởi vì những cái tiếng hát của những ca sĩ đã đi vào lòng của công chúng, và từ những cái tiếng hát đó nó đã tạo nên một cái sân chơi là những ca sĩ mà hát giống những thần tượng của mình, thì chúng ta thấy cái tầm ảnh hưởng của ca sĩ rất là lớn. Chính vì điều đó Linh cảm thấy rất là thú vị và rất là vui, và không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ anh em nghệ sĩ chúng tôi cũng như ca sĩ chúng tôi để chúng tôi có cái chương trình Ca sĩ giấu mặt ngày hôm nay. Và trong đêm chung kết này thì chỉ biết chúc cho tất cả các bạn làm thật tốt cái phần thi của mình vậy thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ mời hai vị giám khảo của chúng tôi về ghế nóng. Xin mời anh. Kính thưa quý vị thân mến, trong đêm chung kết ngày hôm nay có rất nhiều đặc biệt, và ngay bây giờ là điều đặc biệt đầu tiên. Xin mời. Chim én tung bay hoa vàng khắp nhà xuân, ta hân hoan chào mùa xuân mới. Mùa xuân đến bên ta cùng bao ước nguyện cho nhà nhà được bình yên ấm no. Khi xuân sang vẫn đó ông cụ đồ ngồi bên gốc cây xưa viết câu ru đời. Cánh hoa xuân trên tay con phố vẫn rộn ràng, chợt cảm xúc trong ta trào dâng. Ngàn hoa xuân như đang ca vang cùng tiếng pháo ngân lên khắp trời, người đi hái lộc vàng cùng nhau chúc đầu năm. Mừng xuân mới ta vui bên nhau và kính chúc ông bà cha mẹ một năm mới an lành cùng con cháu vui. Bao nhiêu niềm vui, sân mang đến bao nhiêu yên bình, sân mang đến bao nhiêu nụ cười. Hãy cùng chúc nhau một năm mới an lành, hãy cùng chúc nhau một năm mới của đời. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh một sáng. Gió mai mơn man chuyển đoá môi hồng, người em yêu tìm cô trong cuộc sống. Bướm bắn tung tăng bay là đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Tình xuân ơi xin làn gió heo bay, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt bao yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát nhẹ nhàng vang chơi vơi, để hồn ta say trong tiếng cười. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng về trong anh mùa xa. Gió mai mơn man chuyển hoa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm bắn tung tăng bay là đà, mặt trời mây mùa nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Bướm bắn tung tăng bay là đà, mặt trời mây mùa nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Xuân đã đến bên em, giáng
xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, hôn môi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chặt mơ. Muôn hoa tình thương mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhẹ nhiều, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời.
Và kính thưa quý vị, đây là những ca sĩ có thí sinh sẽ tranh tài trong đêm chung kết. Và bây giờ sẽ mời hai vị giám khảo của chúng ta nữa, đó là mời anh Hoài Linh và anh Chí Tài lên luôn ạ. Và ngay sau đây là điều đặc biệt thứ hai dành cho tất cả mọi người đang đứng trên sân khấu. Xin mời. Quý vị, hiện nay trên sân khấu có 6 thí sinh, 3 người đã giành 3 chiếc vé vào đêm chung kết và một chiếc vé còn lại chúng ta sẽ biết sau vài phút nữa. Xin giới thiệu lại bạn Hoàng Thịnh của đội Đan Trường và đội Lam Trường, đó là bạn Thanh Tuấn, và Trường Tam của đội Khánh Phương. Xin mời các bạn. Và ba bạn hiện tại sẽ cùng nhau tranh một chiếc vé để vào chung kết. Xin giới thiệu Tuấn Khương của đội Ưng Hồng Phúc, Anh Thư của đội Phương Thanh và Thái Hiển của đội Quang Lê. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay lẽ ra là ca sĩ Quang Lê sẽ có mặt nhưng bị trục trặc về sức khỏe nên xin phép vắng mặt, mong quý vị thông cảm. Và một trong ba bạn sẽ có một người bước vào trình diễn đêm chung kết đêm nay. Và bây giờ mời nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ là người công bố cái tên cuối cùng bước vào chung kết. Xin mời anh. Làm khó tôi nữa. Tất cả các bạn, ba người đều đồng điểm là 179 điểm. Thật tình ra tôi muốn tất cả ba bạn thi luôn. Thiệt á. Thì ba cái dòng nhạc nó hoàn toàn khác nhau, thì bước vào á nó cũng nhẹ nhàng như cung đàn, phải không? À, nhưng mà hình như ban tổ chức không cho phép tụi tôi mừng như vậy. Ở đây á, ba nam rồi thì cái sự cạnh tranh nó khốc liệt hơn. Thế bây giờ nữ vào, liệu bạn có làm nổi không? Tôi hỏi bạn luôn á. Dạ có. Chắc chắn đúng không? Tôi hỏi Tuấn Khương, nếu ví dụ như là giờ anh chọn bạn Thư bước vào để thi, đáng lý chiếc vé đó dành cho em đi ha. Bây giờ nếu bạn Thư vào, em có buồn không? Dạ, thật sự ba tụi em cũng là đồng hạng nhau, cũng xét về điểm thì cả ba đều như nhau. Thì nếu mà một trong ba tụi em được các anh chị nghệ sĩ, các ban khảo chọn vô thì đó là một cái niềm tin mà các anh chị dành cho bạn đó, thì tụi em cũng không dễ buồn. À, không gì để buồn. Và thật sự tôi cũng không làm cho bạn buồn đâu. Tôi chọn bạn Anh Thư. Và kính thưa quý vị, như vậy là chiếc vé duy nhất còn lại đã thuộc về Anh Thư. Và Anh Thư, xin mời bạn bước qua bên kia. À, Thái Hiển theo Trường Giang nhận xét là hát 9-10 so với Quang Lê. Tuấn Khương là 9.5-10 so với Ưng Hồng Phúc. Hát giống á, nhưng mà cái vé thì chỉ còn một vé cuối cùng. Nên có thể chúng ta sẽ gặp lại ở một chương trình nào đó về âm nhạc. Và bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay để chia tay Tuấn Khương và Thái Hiển. Khoan, xin mời bạn quay lại, Bạn giám khảo có lời khuyên. Vâng, xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Cái này tôi xin tiếp một cái đặc ân nữa dành riêng cho tôi được không ạ? Tôi dành Chí Tài ạ. Có nghĩa là sẽ còn một chiếc vé nữa sao anh? Nếu mà cho thì tôi xin. Xin hai. Nếu cho không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, Trường Giang nhận được thông tin từ ban tổ chức chỉ chấp nhận một chiếc vé nữa mà thôi. Và chiếc vé đó sẽ thuộc về một là Tuấn Khương, hai là
Thái Hiển. Và lựa chọn nằm ở hai vị giám khảo của chúng tôi. Vâng, cái tên được chọn là một cái vé cuối cùng. Tôi xin phép dành cho một người mà tôi đã từng khen rất nhiều trong đêm hôm đó. Và giọng này không phải đơn giản mà giả được. Đó là Tuấn Khương. Rồi, mời em đứng lên kia. Kính thưa quý vị, là nói gì thì nói, ở cuộc chơi hay cuộc thi nào cũng vậy, mình không được chọn, rất buồn. Rất buồn, nhưng không sao. Theo Giang nghĩ là nổi tiếng thì rất là nhiều người nổi tiếng, nhưng mà quan trọng là có được khán giả yêu hay không. Cái đó là khó lắm. Cho nên là Hiển là đang được yêu đấy. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa cho Thái Hiển. Thái Hiển đang có được cái gì? Quý vị thân mến, chúng ta có 5 gương mặt cho đêm chung kết. Đó là Tuấn Khương, Anh Tuấn, Anh Thư, Trường Tam và Hoàng Thịnh. Và thể lệ của chương trình như sau: ở vòng chung kết, thí sinh sẽ trình diễn một ca khúc. Nửa bài đầu sẽ là bình chọn dành cho giọng hát, và một lần bình chọn nữa là nửa bài sau về phong cách biểu diễn. Và thí sinh nào sẽ là người thi đầu tiên quý vị mong muốn? Hoàng Thịnh, ai muốn Hoàng Thịnh thi đầu tiên? Và thí sinh đầu tiên đó chính là Trường Tam. Và ca khúc được chọn là ca khúc được mang tên Yêu Người Khác Để Quên Em. Từng ngày qua anh mong sẽ quên được người, sau vì trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Tháng cứ thế vẫn mãi trôi đi, người ra đi mang trái tim vương sâu. Còn nhớ những lúc vẫn kề bên nhau, vì sao anh không quên được em hỡi. Nhiều lúc cứ ngờ anh sẽ mãi quên em, trời khuya mang giá băng trong đêm dài. Giờ anh lê bước đứng dưới cơn mưa, mong sao sẽ quên đi được em. Và phương xa em ơi, biết chẳng nơi này anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao. Giọt lệ anh tuôn rơi vẫn không thể nào bên nhau giống đôi ta ngày xưa. Từng ngày qua anh mong sẽ quên được người, dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Giống không quý vị? Quá giống. Và bây giờ trước khi bình chọn, chúng ta sẽ hỏi Ưng Phúc thấy sao? Phúc thì Phúc thấy là chắc có lẽ là Tam là người thi đầu tiên, nên là lúc mới bắt đầu thì Tam hơi vẫn còn rung, hơi còn rung và giọng vẫn còn rung. Nhưng mà lúc điệp khúc, lúc hát điệp khúc lên cao là Phúc hết hồn. Quá tuyệt vời, quá giống Khánh Phương, nghe tưởng Khánh Phương hát điệp khúc ở đây không chứ. Anh Bon thấy sao anh Bon? Về âm giọng thì rất là giống. Chỉ thiếu cái độ khàn khàn tí xíu nữa thì sẽ giống Khánh Phương nhiều hôm hơn. Hôm bữa mà cái vòng mà bạn đoạt giải á, là bạn bị bệnh à. Nó trùng khớp trùng khớp với giọng Khánh Phương. Còn bữa nay là khỏe lắm, giọng trong lại rồi à. Khánh Phương đi hát nhiều rồi, thành ra cái làn hơi ổn định hơn. Còn Trường Tam thì hát thỉnh thoảng còn vẫn bị có rung, có thể là một phần tâm lý, một phần nữa là cái kinh nghiệm, không giống như là Khánh Phương. Nhưng mà về chất thì rất là giống. Tôi thì tôi thấy là thật sự ra bữa hôm nay là có lẽ áp lực là cái vòng chung kết. Chung kết. Và cái cố gắng tôi đã nói với các bạn rồi, đã cố gắng quá đó thì nó sẽ phá đi cái tự nhiên. Hy vọng là cái phần sau Trường Tam sẽ tốt hơn phần trước. Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ là thời gian bình chọn dành cho các vị giám khảo. Hãy bình chọn
giọng ca vừa rồi có xứng đáng là quán quân hay không? Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho các vị giám khảo của chúng tôi đã kết thúc. Bây giờ sẽ là nửa bài hát còn lại và Trường Tam sẽ xuất hiện. Xin mời. Và bây giờ là thời gian dành cho bầu chọn. Xin mời. Thời gian bầu chọn đã kết thúc. Bây giờ câu đầu tiên sẽ hỏi Trường Tam luôn. Bạn cảm giác là hôm nay bạn hát giống được bao nhiêu phần trăm? Trường Tam thấy là hôm nay giống nhưng mà không được tốt lắm như mong muốn, như là mình đã tập. À, tức là lúc tập thì giống hơn. Anh Tài, anh thấy sao anh Tài? Anh thì anh thấy sau khi mà cái phần thứ hai á, ô cửa mở ra thì Tam hát có vẻ rất giống Khánh Phương. Yeah. Nếu mà bây giờ anh hỏi em là nếu như em so sánh cái ngày hôm nay với cái ngày bán kết thì em cảm thấy là ngày hôm nay có bằng cái ngày bán kết của em không? Dạ, thật lòng với thần tượng của mình thì em cảm giác là thua khoảng 9-10 thôi. Có nghĩa là hôm nay 9 và hôm bán kết là 10 đúng không? Dạ. Đó là thật lòng đánh giá của em. Ok. Không sao, như vậy là tốt rồi. Bây giờ về cái phần mà biểu diễn nè. Bây giờ hỏi Khánh Phương nè, có biểu diễn giống Khánh Phương không? Cái độ hoàng quả là giống rồi. Cái độ hoàng quả là giống nhưng mà động tác thì cũng hơi giống rồi. Nhưng mà có một điều là phải lưu tâm là khi Trường Tam nói rằng là hôm nay em hát không tốt bằng bán kết là trong mắt Ưng Hoàng Phúc lé lên một tia hy vọng. Phúc khá bất ngờ là hơi tiếc á. Thật sự hôm bữa bán kết là anh là người thích em nhất trong tất cả những người còn lại trong hôm đó. Đáng ra nếu hôm bán kết mà hôm đó là chung kết thì chắc chắn là em là người lấy giải đó. Em xuất sắc. Hôm đó em thể hiện giọng hát em tốt, khỏe. Và cái phần trình diễn phong cách của em anh cũng thích luôn, làm cho anh có một sự bất ngờ. Bây giờ xin mời ý kiến của anh Hoài Linh ạ. Phần trình diễn á, em có hoàng hoại, em có biểu cảm cái sự đau khổ, nhưng cái đó nó chỉ ở bên ngoài. Anh chưa được nhìn cái thần thái bên trong của em. Anh chỉ tiếc một cái điều là như vậy thôi. Nhưng mà không sao, cứ yên tâm. Không phải là nhiêu đây người đâu, rất là đông người. Cho nên là cái phiếu bầu chọn của em, anh nghĩ cũng không có gì mà phải đáng lo. Cố lên. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ là thi cử là coi như xong rồi. Kết thúc chương trình này, bạn bước ra con đường nghệ thuật là bạn phải là bạn. Cho nên bây giờ bạn phải là bạn. Ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Đây mới là Trường Tam nè. Thật sự ra thì cái này mới là cái sở trường của em. Giả giọng chỉ là sở đoản thôi mà. Sở đoản của em mà em giả giọng được như vậy mà. Khi em trở lại cái sở trường của em, em hát nó hoàn toàn khác hẳn luôn á. Chính cái điều đó là cái điều mà anh khen em. Và bây giờ mới là thực sự là em diễn từ trong nội tâm diễn ra nè. Hay, vừa rồi hay lắm anh hay, ơi. Hay lắm. Và đội tiếp theo đó là đội của Lam Trường. Và ca khúc được chọn đó chính là ca khúc Đôi Giày Vải. Thời gian bình chọn bắt đầu, xin mời. Xin thưa quý vị thân mến, thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Bây giờ xin hỏi anh Lam Trường, anh cảm giác như thế nào? Thì thấy là hôm nay Tuấn cố gắng rất là nhiều. Anh cũng thấy là so với cái lúc tập thì em đã cố gắng rất là nhiều hơn. Và cảm ơn anh. Ưng Hoàng Phúc, thấy sao? Giọng hát rất giống anh Trường. Phải nói là Phúc nghe là Phúc cứ tưởng anh Trường đang đứng ở trong hát đó. Và Phúc nghĩ là Phúc sẽ đợi coi phần trình diễn về phong cách của bạn coi như thế nào ở ngoài sân khấu. Xin cảm ơn Ưng Hoàng Phúc. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ Thanh Tuấn. Xin mời. Bước ra đây hát y chang, diễn y chang luôn. Quá đỉnh, quá tuyệt vời. Anh Trường, anh thấy sao?
Khi mà Thanh Tú bước ra thì anh thấy em có vẻ là tự tin hơn là đứng bên trong, có phần giống hơn là khi mà em trước khi bước ra. Chúc mừng em. Em có những cái bước nhảy rất là nhẹ nhàng, giọng hát không nói, những bước nhảy phong cách diễn á, là cái tay mỗi lần em đưa lên ấy ra là em làm lại thôi cái đó chị coi coi. Đó, đó rất là giống Lam Trường. Đó đúng rồi, cái giật xong rồi nhẹ nhẹ rất là dễ thương. Còn giọng hát á thì cái lần thứ ba em bị hụt đi một chút xíu nha, lần đầu lần điệp khúc là rất là giống, lần thứ ba em hơi bị hụt một chút xíu. Anh thì thấy mặc dù là cái kích cỡ thì có thể hơi đẩy đà hơn chút. Cái giọng hát là giống anh Lam Trường mà cái tướng là giống Chi Tài. tuy nhiên trong cái đẩy đà của em nó có cái như chị Hương Thanh nói là em vẫn có cái nhẹ nhàng gọi là mềm dẻo. Bạn Tuấn phải nói rằng là có độ cảm âm rất là tốt, bạn hát không có bị phô trên gì hết á. Bạn bắt chước phải nói rất là giống luôn, từ cái độ nhấn nhá rồi cái những cái tiếng nấc rồi những cái độ mà anh Trường hát bị ngắt khúc á, bạn làm rất là giống. Chỉ có điều là rõ lại chút xíu nữa là hoàn hảo luôn á. Không, anh hát rõ đâu giống Lam Trường anh. Không, hát rõ không giống Lam Trường. Không phải nhưng mà đôi lúc lắng nghe kỹ sẽ nghe được. Còn bạn thì có lẽ mình bắt chước hơi bị quá đó thì nó sẽ over đó. Đúng rồi. Và bây giờ là thời gian bình chọn, xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, phần thi đã trải qua rồi. Bây giờ sẽ là một kỷ niệm của Thanh Tuấn với chương trình Ca sĩ Gió Mặt. Ca khúc được mang tên Những Ánh Sao Đêm. Lòng nhớ thương quê hương miền Nam, anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chạy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Trở về dựng ánh đèn lên, em thấy như muôn ngàn vì sao. Từ trong đêm tối em ơi, từ giờ đây hai miền còn cách xa. Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng qua, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, rất là nhiều. Hẹn gặp bạn ở cuối chương trình. Xin cảm ơn. Và ngay sau đây là phần thi thuộc về đội Phương Thanh. Ca khúc được mang tên Tiếng Sét Nơi Vườn Hoàng. Thank you.
thời gian dành cho bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Có vẻ như là chị Phương Thanh đang rất là đắm đuối đúng không? Không, mừng quá. Nói chung là Phương Thanh bị mừng quá. Anh Thư là một trong những thí sinh mà Phương Thanh lo nhất á. Anh Đan Trường, anh thấy sao anh? Về âm giọng thì phải nói rất là giống. Giống lắm. Chỉ thiếu độ độ sắc với độ bén giống Phương Thanh thôi. Nếu mà hôm nay hát khào thì chút xíu nữa thì sẽ rất là hay. Cái khào á là sau này thì Phương Thanh mới khào hơn. Còn nếu về nói mà để giống cái bài mà cách đây mười mấy năm trước thì dĩ nhiên là bây giờ giọng Phương Thanh bây giờ nó sẽ khác hẳn cái đó, chứ không phải là riêng cái cô này hát khác. Cho nên là tôi nghĩ đây là cái phần mà đáng khích lệ cho Thư, là Thư đã làm quá là tốt rồi. Như vậy là quá tốt. Chúng ta hãy chờ xem anh Thư xuất hiện như thế nào và trình diễn như thế nào. Ngay bây giờ một tràng pháo tay dành cho anh Thư. Anh thích nhất là cái cú mà để ngay đây nè. Nhưng mà cái này là hồi xưa thôi, còn bây giờ là chỉ để rồi đó. Và bây giờ là thời gian bình chọn, xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét đôi điều về cái phong cách trình diễn của anh Thư nhé. Xin mời anh Lam Trường. Ban đầu thì lúc mà em hát đoạn A đầu á thì anh Trường nhắm mắt nghe, anh thấy rất là giống. Em có sự đầu tư và để ý rất kỹ tới cái phong cách của chị Thanh, nhất là cái cách mà em để micro phía dưới á. Nhưng mà cái khúc mình đưa lên cao á, chị Thanh không đưa, em đưa lên cỡ này à, đúng không? Chị Thanh là đưa tới đây nè, em để trên đầu, đỉnh đầu mới đúng. Anh cũng đánh giá rất là cao cái sự đầu tư của em. Lên nốt cao á thì nó hơi khó chút xíu, nhưng mà về phong cách thì anh thấy là em có đầu tư rất là nhiều. Anh thì anh thấy cái nửa bài đầu em hát, đứng ở trong em hát thì rất giống giọng chị Thanh. Và những cái đoạn lên cao hay là nhả chữ của em nó cũng tương đối. Nửa bài sau thì em hát không giống,
không không giống giọng của chị Thanh. Chắc có lẽ là càng cái nửa bài sau thì giọng chị Thanh khỏe lắm, mạnh lắm. Nhưng mà nửa bài sau thì em được cái là phong cách. Anh rất thích cái phong cách em khi em ra ngoài sân khấu này trình diễn. Nửa bài sau là chúng ta chấm phong cách mà không sao. Nên là nửa bài sau chấm phong cách, nên là nửa bài đầu anh chấm em giọng hát, nửa bài sau phong cách, vậy là gồm hai cái là anh cũng chấm chọn chị em hôm nay. Chị yêu Phúc quá Phúc ơi. Chị yêu Phúc. Ok. Anh chọn rồi, anh chọn cho em rồi. Bây giờ là thi xong rồi, bây giờ là phần thể hiện tài năng, hát một cách thoải mái nhất có thể. Sẵn sàng chưa? Ca khúc Cảm ơn tình yêu. Em được chia sẻ một chút xíu. Chia sẻ đi em. Thì mục đích là em trình bày ca khúc này thì em mong muốn được gửi tặng đến tất cả mọi người, và đặc biệt là em xin được gửi đến cô Phương Thanh ạ, vì cô đã giúp đỡ em rất là nhiều trong quá trình thi ạ. Và hơn thế nữa thì em xin cũng cảm ơn ban giám khảo đã tin tưởng và cho em cơ hội để em tiếp tục bước vào vòng chung kết, để em có thể thể hiện tình yêu đó đối với gia đình em và tất cả bạn bè của em đã có mặt ngày hôm nay. Chia tay với bạn, chúng ta gặp lại ở cuối chương trình. Cảm ơn anh Thơ rất nhiều. Và thí sinh đội tiếp theo đó chính là Tuấn Khương của Ưng Hoàng Phúc.
Xin mời anh Chí Tài. Ngồi đây mà nghe là thấy là giống, nhưng mà giống nhất là chúc các bạn lên cao. Là giống nhất mấy cái chỗ mà tại sao giống lắm. Có một người hoang mang hát xong xuôi cái, ủa nó hát á hả, chứ không phải Phúc hả? Đây sao chị Chanh, chị thấy sao? Hồn vía bà lên mây hết rồi. Tính anh mà bị hết hồn có nghĩa là mặt hát sáng, rất là giống. Còn quay qua hỏi Phúc luôn. Ủa nãy giờ là bên kia hát em hát vậy Phúc? Quá giống cho nên không biết kiến gì nữa. Giống như là đang cứ tưởng đang bật đĩa, cứ tưởng là đang mở đĩa Ương Hoàng Phúc hát, chứ không phải thí sinh bị hết hồn. Hôm nay Phúc cũng khá bất ngờ với lại giọng của Tuấn Khương. Nãy lúc mà ở trong mở nhạc lên, Phúc lại tưởng đâu là chương trình mở lại cái bài của Phúc, nửa bài đầu của Phúc. Chính mình nghe mình cũng ủa, chứ chính vậy tôi mới bị hết hồn đó anh Phúc. Đó bà hoang mang đó, bà nói ủa Phúc hát hả? Ủa nó hát đó hả? Và bây giờ là thời gian bình chọn, bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta hãy xem Tuấn Khương trình diễn như thế nào. Xin mời. Các bạn ơi, chúng ta cùng sẽ động thêm lần nữa có được không ạ? Cùng hát theo Khương nha. Let's go. Come on. Dẫu biết tình mình này đã hết thật rồi, người yêu dấu ơi đừng quay lưng nữa nha. Hãy nói một lời, nói xong rồi hãy đi. Người hãy cho anh một lý do. Come on. Nếu biết được rồi anh sẽ chẳng hỏi nhiều, để em bước đi chẳng làm phiền nữa đâu. Tại sao em không nói cho nhau được tự do, từ nay được quên đường ai nấy đi. Hát cùng Khương ạ. Let's go. Tại sao em chia tay chẳng một lý do. Tại sao em không muốn nói chỉ một lời, để lòng anh bất hoài nghi, để lòng anh bất bận tâm. Đừng sợ anh đâu, hãy nói ra đi cho lòng nghe lòng hai em. Tại sao em chia tay vội vàng hỡi em. Tại sao anh không muốn biết để làm gì, để lòng anh phải buồn hơn, để lòng anh bất nhọc hơn, để rồi anh đây phải biết em dối ra được từ rất lâu. Tạm biệt em nhé, chào em. Sống trên đời thì đừng nên chỉ biết yêu mình thôi, phải nghĩ đến nỗi lòng của người ta. Chào em thôi, anh phải xa rời em thôi, tìm kiếm cho anh một người thật lòng với anh. Các bạn ơi, tại sao em chia tay chẳng một lý do. Tại sao em không muốn nói chỉ một lời, để lòng anh bất hoài nghi, để lòng anh bất bận tâm. Đừng sợ anh đâu, hãy nói ra đi cho lòng nhẹ lòng hỡi em. Tại sao em chia tay vội vàng hỡi em. Tại sao anh không muốn biết để làm gì, để lòng anh phải buồn hơn, để lòng anh bất nhọc hơn, để rồi anh đây phải biết em dối ra này từ rất lâu. Tạm biệt em nhé, chào em. Trời đất ơi, như ca sĩ chuyên nghiệp, như một ca sĩ chuyên nghiệp. Em tập lắm anh. Tạm biệt em nhé, chào em. Hay quá vậy, quá dữ. Anh Linh, anh thấy sao? Cái khôn khéo của em á, khi em bước ra để bắt đầu cho khán giả bình chọn em về cái phong cách á, là em chọn cái nhạc remix. Bởi khi đó em có thể thể hiện thoải mái hơn và dễ giống anh Phúc nhiều hơn. Em đưa khán giả đi một cái cảm xúc khác. Nhưng bây giờ là tôi cảm thấy tôi rất là tự tin về em khi tôi chọn em vô cái dòng này. Và bây giờ là thời gian dành cho bình chọn. Xin mời. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ có một điều rất đặc biệt xảy ra ngay tại đây. Sẽ có một bài hát Tuấn Khương sắp trình bày. Bạn nói rằng là em hát giống hơn cơ. Và sau đây, ca khúc Sai Lầm.
Kính thưa quý vị là chuyên nghiệp quá. Tập lâu không? Tập mà em mấy bài này em thuộc lâu rồi. Nhưng mà thi cái này tập cái phong cách đó. À, phong cách hả? Dính đó giờ luôn. Dính hồi đó giờ luôn chứ không thi, có tập. Thi ca sĩ giấu mặt là còn chuyên nghiệp hơn nữa. À, là từng cái cặn kẽ còn hơn nữa. À. Hơi thở là từng cái bước chân đi của ông Phúc. Khỏe đúng không? Rồi, bây giờ sẽ đợi kết quả nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Và ngay bây giờ là thí sinh Hoàng Thịnh của đội Đan Trường. Ca khúc được chọn mang tên Kiếp Ve Sầu. Từ khi em không còn về quanh sân, ngàn lần con phố nghe ngóng vẫn vô cùng. Ngàn anh đang lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng năm năm. Chờ ngày em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tiếng nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ phút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, đàn chim bén chấm chim mỗi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vẻ sầu. Và nửa phần đầu đã kết thúc. Và bây giờ là bình chọn, xin mời. Thời gian bình chọn dành cho giám khảo đã kết thúc. Xin mời chị Phương Thanh. Hôm nay thật sự Phương Thanh thấy Hoàng Thịnh hát lại không tốt bằng bán kết. Do cái bài phối. Nếu như hồi nãy hát cái bài phối cũ thì Phương Thanh nghĩ là sẽ đúng và hay hơn rất là nhiều. Cái nhạc hình như effect cái nhiều nhạc quá. Cái nhạc effect hơi nhiều và bị Tuy nhiên cái âm và cái cách ngân nga thì nó vẫn còn giữ được cái phần của Trường ở trong đó. Vẫn một cái chất giọng đó nghe nó có một vài điểm giống anh Đan Trường, nhưng mà để giống như là nguyên một cái bài nghe cái nội lực nó đã thì Phúc chưa cảm thấy đã lắm. Về effect thì là một phần thôi, nhưng mà theo Trường nghĩ khó hơn nữa đó là cái phần phách nhịp của này đảo phách. Thành ra là khi mà mới nhẹ dạo thôi là Trường biết rồi, đây là một cái vấn đề, đây là một cái trường hợp khó đối với thí sinh. Cho nên hát khoảng vài ô đầu, có nghĩa là khoảng chừng vài câu đầu thôi, bắt đầu Trường không quan tâm tới nhạc nữa, là Trường chỉ tập trung nghe giọng ca thôi. Thì nói thật mà nói thì Trường thấy rằng Thịnh hát rất giống Đan Trường. Rất giống. Thịnh đã chọn một cái bài phối này hơi khó. Ngay cả bản thân Đan Trường thỉnh thoảng Đan Trường còn phải chật nhịp nữa. Là một cái bài phối khó ghi điểm. Tại nó là dòng nhạc kiểu nó dòng nhạc dance chuyển qua cái ADM, nên là nó không phải là cái version cũ nữa, thì sẽ khó gây được cảm tình cho người nghe. Và bây giờ chúng ta xem Hoàng Thịnh trình diễn như thế nào. Xin mời. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt với anh suốt đêm dài. Những đêm tối triền miên chỉ còn mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu
người đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi? Anh yêu em sao chua xót, lãng quên tháng năm. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tí nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lừng lờ vút cao bay lên trốn xa quá hàm. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chiếm môi cười, là để anh bớt mệt nhoài hát xong trong ít vé sao. Chờ ngày em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tí nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lừng lờ vút cao bay lên trốn xa quá hà. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chiếm môi cười, là để anh bớt mệt nhoài hát xong trong kiếp vẻ sơ. Thưa quý vị, như vậy là Hoàng Thịnh đã trình bày xong. Cái áo này là anh Đan Trường tặng đúng không? Y chang cái áo của anh Đan Trường luôn á. Các bạn là cuối cùng nên hơi mệt đúng không? Dạ vâng ạ. Hoàng Thịnh cảm thấy dù sao mình cũng là một người rất là may mắn. Tại vì mình là người thi cuối cùng, tuy nhiên lại được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các bạn khán giả. Cho nên chính vì thế mà cho dù kết quả có ra sao thì Hoàng Thịnh vẫn tin hôm nay mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Ôi, xin cảm ơn rất nhiều. Hay quá, hay quá. Không những á là hát giống Đan Trường mà nói chuyện cũng khéo như Đan Trường. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ nghệ sĩ Chí Tài. Bước ra từ ô cửa thì anh có cái suy nghĩ khác về Hoàng Thịnh. Cái lối trình diễn và cái trang phục cũng như cái gương mặt sáng, đẹp trai. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu nhiều khi cũng không cần đẹp lắm, đẹp lộng lẫy lắm, nhưng mà nhìn sáng thấy có duyên là ok. Anh Tài là một trong những nghệ sĩ mà bước lên sân khấu là rất mặt là sáng nhất á, là sáng sáng như trăng rằm vậy đó. Dạ. Xin mời chị Phương Thanh ạ. Thịnh nó là một trong những thí sinh mà chị đánh giá là cao nhất, và đêm chung kết chị chỉ nghĩ trong đầu là em thôi. Thật sự đó là một cái, bởi vì em hát quá giống Đan Trường, em có những nhớ những vòng đầu mà chị không phân biệt được em luôn. Nhưng mà em lại là cái người mà được hy vọng nhiều nhất, nhưng mà em lại vướng sai lầm nhiều nhất nha. Phong cách thì rất là giống rồi. Chị chỉ tiếc quá mà chị phải tức, mà chị phải nói là vì tiếc. Những vị giám khảo ở đây đã nhận xét về em cũng rất là nhiều, anh cũng không muốn nói nhiều nữa. Ở em cũng có nhiều điểm rất là giống anh, phải nói là anh công nhận là như vậy. Một điểm giống hơn nữa, giống nhất là người hát cuối cùng. Có thể nói anh đi diễn rất nhiều nơi, ở đâu cũng vậy, nhiều ca sĩ, nhưng mà anh lúc nào cũng bị là người hát cuối cùng. Nhưng em hãy hãnh diện điều đó. Tại vì sao? Tại vì mình đặc biệt như thế nào mới được xếp hát cuối cùng. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Và bây giờ là thời gian bình chọn. Xin mời. Và bây giờ tâm lý đã thoải mái rồi, bởi vì thi đã xong rồi. Và bây giờ hát thoải mái bằng giọng của mình, hát nhẹ nhàng, hát thoải mái không tâm lý gì cả. Ca khúc Dòng Máu Lạc Hồng. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy.
nhân nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào sử sách hào hùng. Xanh có con sông chảy quanh, nào ta hát khúc hát là không, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, tay nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam. Cháu dòng tiền còn cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đời con, tạc vào sử sách hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát là không, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, tay nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền con cháu là không tự hào hai. Hay lắm cơ, hát tự tin, hát thoải mái, hát giống Đan Trường nữa. Anh Linh, anh thấy sao anh? Mà nếu thật sự ra em thi cái bài vừa rồi đó, bài Dòng Máu Lạc Hồng, thì vô địch thiên hạ. Nó vừa hào hùng cho
một cái kết và nó vừa đem lại cái cảm xúc cho khán giả là nghe là đang trường. Em đang trong một cái sự chiến thắng rất là vẻ vang. Thật á, uổng cho em, tiếc cho em nhiều đó thôi. Nhưng cũng đừng buồn, bởi vì chưa còn chắc... rất là nhiều người, đây là ý kiến riêng của từng anh em ở đây thôi, để cho em rút kinh nghiệm. Và thật sự ra như anh đã nói ngay từ đầu, kể cả khi em bước ra khỏi cuộc thi này, như anh Trường nói, mọi người sẽ biết em là một hoàng thịnh. Nhưng một hoàng thịnh là hoàng thịnh, chứ không phải hoàng thịnh núp bóng dưới anh Đan Trường. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xem hết các phần trình diễn của 5 thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay. Cảm ơn Hoàng Thịnh rất nhiều. Bạn sẽ chờ đợi kết quả ở cuối chương trình. Không có gì phải lo lắng. Kính thưa quý vị thân mến, ở đầu chương trình như đã biết thì Thái Hiển là người không giành được tấm vé vào chung kết. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Thái Hiển. Thái Hiển xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Bạn Thái Hiển vừa trình bày ca khúc Nhớ Nhau Hoài. Bạn hát cái ca khúc này lâu chưa? Ca khúc này thì Thái Hiển cũng đã rất thích và cũng đã hát rất lâu, nhưng để tập sao cho giống anh Lê thì quả thật trong mấy ngày gần đây thì Thái Hiển mới tập. Nhưng mà bạn hát vừa rồi rất giống, vì nó không có áp lực về tâm lý. Để quý vị thấy giống không ạ? Giống. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn Hiển rất là nhiều. Giữ sức khỏe nha. Và kính thưa quý vị thân mến, bây giờ sẽ là giây phút được chờ đợi. Phần công bố kết quả, ai sẽ là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Và nếu là quán quân sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi thí sinh. Và chúng tôi xin mời lại 5 thí sinh của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, phần được chờ đợi là ngay bây giờ. Ai là người được nhiều bình chọn nhất? Đầu tiên, chúng ta sẽ chờ đợi kết quả. Tất cả vẫn còn trong vòng bí mật. Bây giờ giả dụ như cái dấu chấm hỏi đó là số 9 thì Tuấn Khương là người cao điểm nhất. Và sau đây chúng tôi xin công bố giải thưởng trước khi tìm ra quán quân. Sẽ có giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Giải khuyến khích sẽ nhận được mỗi người là 20 triệu đồng và một chiếc điện thoại Oppo R7 Lite. Giải ba sẽ là 50 triệu đồng và một chiếc điện thoại Oppo R7 Lite và một tai nghe Lite. Giải nhì sẽ là 100 triệu đồng và một chiếc điện thoại Oppo R7S và một sạc nhanh VOOC. Quán quân sẽ giành được 300 triệu đồng, một chiếc điện thoại Oppo R7 Plus và một cục sạc nhanh VOOC. Bây giờ hỏi Hoàng Thịnh nè, em muốn là quán quân không? Vâng ạ. Khi đến với cuộc thi ngày hôm nay thì thực sự mà nói thì em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Dù cho kết quả có ra sao, hay là có quán quân hay là không quán quân, thì đến với ngày hôm nay em luôn cảm thấy hôm ngày hôm nay mình là người hạnh phúc nhất, vì đã có sự đồng hành cổ vũ rất nhiệt tình từ các bạn khán giả và từ huấn luyện viên của mình. Và điều đó khiến em cảm thấy rất là vô cùng hạnh phúc, cho dù kết quả có ra sao. Mình xin cảm ơn ạ. Được khán giả yêu thương là điều rất khó, nên mình có được điều đó rồi thì mấy điều khác là vượt qua được hết. Anh Thư, đừng căng thẳng quá. Con số 9 là nằm trong dấu hỏi của em đó. Em có nghĩ là em sẽ đứng ở vị trí nào trong 4 giải anh vừa đọc? Em không biết nữa. Nhưng mà thì dù kết quả có như thế nào thì đối với em thì em cũng đã chiến thắng bản thân mình rất là nhiều. Tuấn Khương, em có nghĩ em là quán quân không? Em không dám nghĩ mình là quán quân, nhưng mà em chỉ nghĩ là mình đã cố gắng hết sức trong ngày hôm nay. Và nếu mà khán giả yêu thương em thì khán giả sẽ bình chọn cho em. Mọi điều thuộc vào khán giả. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm dấu chấm hỏi.
đầu tiên sẽ là anh Thư. Nếu dấu chấm hỏi này là số 9 là một số điểm vô cùng cao. Bắt đầu, xin mời. Điểm vẫn còn cơ hội. Nếu như dấu chấm hỏi của Tuấn Khương là số 1 và số 0 thì sẽ thấp hơn bạn. Và xin mời dấu chấm hỏi của Tuấn Khương. Hiện tại số điểm của Tuấn Khương là cao nhất. Và vị trí quán quân ngay bây giờ chỉ còn thuộc về hai người. Có thể là Tuấn Khương, có thể là Hoàng Thịnh. Dấu chấm hỏi của Hoàng Thịnh chỉ cần từ số 4 trở lên, Hoàng Thịnh sẽ là quán quân mùa đầu tiên. Bây giờ xin mời dấu chấm hỏi cuối cùng của giải quán quân đã thuộc về ai đây? Tuấn Khương của anh. Anh Tuấn kìa. Kìa kìa Tuấn kìa. Giải nhì là bạn Hoàng Thịnh, giải ba là bạn Anh Thư và một giải khuyến khích đã thuộc về trường ta. Xin chúc mừng các bạn. Và kính thưa quý vị, sau đây là những phần quà của nhà tài trợ. Xin mời lên sân khấu đại diện của nhà hàng Oppo, ông Nguyễn Văn Hoàng Thiện. Giải nhất sẽ nhận được một chiếc điện thoại Oppo R7 Plus và một sạc nhanh VOOC. Giải nhì sẽ nhận được một chiếc điện thoại Oppo R7S và một sạc nhanh VOOC. Giải ba nhận được một chiếc điện thoại Oppo R7 Lite và một tai nghe Lite. Giải khuyến khích nhận được một chiếc điện thoại Oppo R7 Lite. Và bây giờ xin mời lên sân khấu giám khảo Chí Tài. Nghệ sĩ Chí Tài sẽ trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải khuyến khích và giải 3. Giải khuyến khích nhận được 20 triệu đồng. Giải 3 nhận được phần thưởng là 50 triệu đồng.
xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Đại rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời lên sân khấu giám khảo Hoài Linh sẽ trao hai giải thưởng, giải về nhì và giải quán quân. Giải nhì của chương trình Ca sĩ giấu mặt nhận được phần thưởng là 100 triệu đồng. Giải nhất đó là quán quân giành được phần thưởng 300 triệu đồng và chiếc cúp của chương trình Ca sĩ giấu mặt. Xin chúc mừng. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ ngày hôm nay đã giúp sức rất nhiều để chương trình thành công. Xin cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn quý vị khán giả đã xem truyền hình ủng hộ chương trình của chúng tôi. Xin mời lên sân khấu cùng chung vui nào. Và kính thưa quý vị, như vậy là chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa đầu tiên đã kết thúc thành công, mỹ mãn và tốt đẹp. Chúng tôi hứa sẽ quay trở lại vào mùa sau. Xin chào và hẹn gặp lại.